Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh diễn ra từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 4 là một trong những hoạt động điểm nhấn trong khuôn khổ lễ giỗ tổ Hùng Vương và tuần văn hóa du lịch đất tổ năm 2023. Tinh hoa di sản văn hóa của các vùng miền đã hội tụ trên quê hương đất tổ, thu hút được sự quan tâm của đông đảo nhân dân và du khách. Vượt qua quãng đường hàng nghìn cây số, các nghệ sĩ của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mang theo tình đất, tình người phương Nam đến với đất tổ qua chương trình nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ có chủ đề Bà Rịa Vũng Tàu về với nguồn cội. Đờn ca tài tử Nam Bộ, di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận năm 2013 là loại hình nghệ thuật đặc trưng của vùng miệt vườn sông nước Nam Bộ với sự hòa quyện giữa tiếng đờn, lời ca, da diết. Lần đầu tiên được Bà Rịa Vũng Tàu được mời về đây để tham dự chương trình giỗ tổ ở Phú Thọ. Thì cái cảm giác khi mà đến đây thì không thể nào hình dung là nó hoành tráng mà nó trân trọng đến như vậy. Và khi mình biểu diễn dưới sân khấu thì mình cảm thấy là rất là xúc động và rất là vinh dự. Xúc động, tự hào cũng là cảm xúc của các nghệ sĩ nhà hát nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế khi được biểu diễn nhã nhạc Cung đình Huế trong liên hoan lần này. Đây là loại hình âm nhạc cung đình thời phong kiến, được trình diễn trong các dịp triều hội, tế lễ hoặc các sự kiện trọng đại, đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại năm 2003. Bốn tiết mục múa cung đình và hòa tấu tiểu nhạc đã trở thành sợi dây kết nối các nghệ sĩ xứ Huế với khán giả trên quê hương đất tổ. Chúng tôi cũng rất là hào hứng, cảm xúc rất là trào dâng. Đây cũng là cái dịp mà chúng tôi cũng vừa trình diễn cái bộ môn nhã nhạc cung đình Huế cho bà con được thưởng thức, cũng đồng thời là cũng được xem các cái đơn vị cũng đã có cái di sản phi vật thể đại diện của nhân loại cũng cùng nhau trình diễn trên sân khấu này. Đây là cái cuộc giao lưu mà cũng đồng thời học hỏi lẫn nhau. Diễn ra từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 3, liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh là dịp để đưa các di sản tới gần công chúng hơn. Các chương trình nghệ thuật với sự chuẩn bị công phu đã tạo nên một không gian văn hóa đặc sắc mang dấu ấn đặc trưng của các vùng miền, đem đến cho du khách và nhân dân hành hương về với cội nguồn đất tổ, những trải nghiệm sâu sắc, thêm yêu và tự hào về những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Và xem trực tiếp như này thì thấy là nó sinh động và nó trực tiếp nó hay hơn là xem tivi, và cũng hiểu nhiều cái ý nghĩa, rất thấy là di sản của nước mình phong phú và rất là ý nghĩa để lưu truyền sau này cho con cháu nói theo. Các đoàn ở trong đất nước Việt Nam mình đến đây để biểu diễn rồi để ca múa, để ca ngợi về cái nền văn hóa cội nguồn của đất nước Việt Nam mình. Ngoài chương trình biểu diễn, các đoàn còn tổ chức trưng bày không gian di sản tại khu vực quảng trường Hùng Vương với các hình ảnh, tư liệu, hiện vật, sản phẩm du lịch tiêu biểu, trình diễn di sản văn hóa phi vật thể và giao lưu với khán giả. Từ đó, thúc đẩy giao lưu văn hóa, phát triển du lịch, góp phần xây dựng tình đoàn kết, gắn bó thống nhất giữa các vùng miền và các dân tộc Việt Nam.